Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3, hàng ngàn người dân và du khách đã về phố cổ Hội An để tham quan và trải nghiệm chuỗi các hoạt động chào mừng khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Khu phố cổ vì thế cũng trở nên rộn ràng, nhộn nhịp hơn. Sau dịch này đây là lần đầu tiên thấy không khí đông vui như vậy luôn. Thấy khinh khí cầu em cũng vui, quá tuyệt vời luôn. Không chỉ là các hoạt động chào mừng khai mạc năm du lịch quốc gia 2022, chương trình Nét xưa phố Hội với nhiều hoạt động đặc sắc đã thực sự là những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Hội An. Bên cạnh đó, lần đầu tiên được tổ chức tại Hội An, ngày hội khinh khí cầu đã mang đến niềm hứng khởi cho người dân và du khách với những quả khinh khí cầu khổng lồ, nhiều màu sắc và những màn trình diễn khinh khí cầu với ánh sáng đẹp mắt. Đây cũng hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn tại Hội An trong thời gian tới. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng khai mạc năm du lịch quốc gia, thì Hội An đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động phong phú và đa dạng. Thì trong đó có hoạt động Nét xưa phố Hội. Chúng tôi muốn thông qua cái hoạt động này giới thiệu những cái giá trị văn hóa truyền thống của Hội An, những cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động trưng bày triển lãm cũng như là các cái trò chơi dân gian trải nghiệm được thể hiện, thu hút rất là đông sự quan tâm của người dân và du khách. Và thông qua đó thì chúng tôi muốn là phục hồi lại những cái giá trị văn hóa truyền thống của Hội An và biến nó trở thành một cái sản phẩm, vừa là sản phẩm văn hóa vừa là sản phẩm du lịch để tạo những nét riêng có của Hội An. Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động du lịch tại Hội An. Do đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia cũng là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch và gửi đi thông điệp Hội An đã sẵn sàng đón du khách trở lại để trải nghiệm những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc. Các cơ quan ban ngành của thành phố cũng như của tỉnh và các đơn vị phối hợp của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã nỗ lực hết sức để phối hợp triển khai tổ chức các cái chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng năm du lịch quốc gia. Qua đây cũng sẽ khởi đầu cho những cái ngày du lịch sắp đến thật là sôi động với nhiều cái hoạt động sự kiện sôi nổi được tổ chức trên khắp địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũng như thành phố Hội An. Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh đã chính thức khai mạc. Hội An cũng đã khởi động cùng năm du lịch quốc gia để góp phần vào thành công chung của sự kiện, đồng thời hướng tới từng bước phục hồi hoạt động du lịch của địa phương.